Thưa quý vị và các bạn, do vùng áp thấp nóng đang hoạt động mạnh, vì vậy ngày mai mùng 1 tháng 7, thời tiết oi nóng, có nơi nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt có nơi chạm ngưỡng trên 39 độ vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 7 này. Và dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Với tình trạng nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng trên các khu vực này là rất cao. Nắng cũng xảy ra trong ngày ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trên biển, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Ở vùng Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Nam Biển Đông, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Dự báo mưa rào kèm dông cũng có thể xảy ra ở khu vực biển này. Nắng nóng trên diện rộng tiếp tục duy trì với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ ở khu vực tỉnh Quảng Bình. Thời tiết khô rát, nắng gắt rất ảnh hưởng đến sức khỏe khi tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời. Dự báo đến khoảng ngày mùng 3 tháng 7, nắng nóng có xu hướng giảm dần về diện và cường độ trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.